Băng Thây Ma còn được gọi là băng diệt vong, là loại băng không tích tụ tuyết mới, ngay cả khi vẫn tiếp tục là một phần của tảng băng mẹ. Theo kết quả nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia tại cơ quan khảo sát địa chất Đan Mạch và Greenland cho thấy, những tảng băng Thây Ma có thể tan chảy do biến đổi khí hậu. Khi những tảng băng Thây Ma tan chảy toàn bộ vào cuối thế kỷ này, hoặc ít nhất là vào năm 2150, mức nước biển toàn cầu sẽ dâng khoảng 27 đến 87 cm. Theo tính toán của các chuyên gia, mức nước biển chỉ cần tăng thêm vài cm đã đủ gây ra thảm họa ở nhiều địa điểm trên thế giới, nhất là ở những thành phố, làng mạc ven biển. Nhà băng học William Cogan thuộc cơ quan khảo sát địa chất Đan Mạch và Greenland là đồng tác giả nghiên cứu trên cho biết, băng Thây Ma dù vẫn còn bám vào những vùng băng dày hơn nhưng từ lâu không còn được bổ sung bởi các sông băng mẹ. Vì vậy, băng Thây Ma không thực sự còn sống. Trong khi đó, báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu năm 2021 dự báo mức nước biển sẽ dâng từ 6 đến 13 cm nếu băng ở Greenland tan chảy nhanh vào năm 2100. Một số chuyên gia khác cũng cảnh báo hơn 120.000 tỷ tấn băng đã tan chảy khi trái đất đang dần nóng lên và không có khả năng được bồi đắp lại. Khi toàn bộ băng trên trái đất tan chảy thành nước, chỉ tính riêng trên lãnh thổ Mỹ, nhiều nơi sẽ ngập sâu tới 11 mét. Nếu kịch bản này xảy ra, thì cuộc sống của người dân ở nhiều nước trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng lớn, như khiến hàng tỷ người mất nhà cửa, kinh tế giảm sút, nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy.